Xin chào các bác, mình tên là Thu, mình sinh năm 2000. Hôm nay mình đang trên đường đi gắn mắc cài để bắt đầu thực hiện quá trình nhấn răng của mình. Thì bây giờ mình cảm thấy rất là hồi hộp, cũng khá lo lắng. Không biết là quá trình nhấn răng của mình có đau hay không. Tình trạng răng bây giờ của em bị khớp cắn ngược, hay còn gọi là móm. Hàm dưới thì bị đưa ra ngoài, hàm trên thì có hai chiếc răng nhô ra. Với tình trạng như thế thì em có cảm thấy tự ti hay là có khó khăn gì trong khi mà giao tiếp? Thì em cảm thấy rất là tự ti. Mỗi lần mà nói chuyện hay giao tiếp với bạn bè thì em nói chuyện là không được thoải mái. Thế lúc mà cười lớn thì em làm nào? Hầu như là không dám. Sao lại không dám? Bởi vì là cười thì rất là xấu, cho nên là chỉ che miệng cười. Thì hồi đi học thì em bị các bạn nam trêu rất là nhiều bởi vì hàm răng của mình. Thế lúc đó em cảm thấy thế nào? Thấy rất là buồn, tự ti lắm luôn ấy. Thế nó có ảnh hưởng gì nhiều đến cái giao tiếp của em sau cái lần đấy? Thì từ đấy thì nói chung là chơi sẽ không được tự nhiên nữa, bởi vì mình tự ti về kiểu hàm răng của mình, nụ cười của mình, thì mình cảm thấy không được tự nhiên khi mà nói chuyện cũng như là khi chơi với các bạn ấy. Từ lúc đi học cấp 3 thì em đã bắt đầu có suy nghĩ là muốn thay đổi hàm răng của mình. Thế sao lúc đấy em lại chưa quyết định làm luôn, vì lý do gì? Vì lúc đấy em sợ đau. Sợ đau á? Mỗi sợ đau thôi. Bây giờ thì chúng ta đi làm để sẵn sàng nhé. Chuẩn bị tâm lý chưa? Sẵn sàng chưa? Hôm nay thì chị sẽ chỉ gắn hàm dưới cho mình thôi. Sau khi mà buổi nắng ngày hôm nay thì chị sẽ làm cho em một cái máy nâng khớp. Thì sau khi mà sử dụng cái máy nâng khớp đó thì mình sẽ làm tiếp hàm trên nhé. Bây giờ mình sẽ đặt xin răng miệng này. Trưa nay đã ăn hết những món yêu thích chưa? Cũng không phải kiêng gì, chẳng qua là mình đừng ăn chân gà, đừng ăn mấy cái món cứng cổ cánh nữa thôi. Nha, há miệng anh chị này. Đeo cái bánh miệng nó sẽ hơi căng một tí. Có đau chỗ nào không em? Cắn răng vào chị này. Đúng rồi. Thứ nhất là để mình làm quen, thứ hai là để mình thích nghi với cái mắc cài. Sau đó thì mình tầm khoảng một tuần sau thì khi mà mình gắn cái ben và mình sẽ gắn nốt cái hàm còn lại, thì tùy bạn, có bạn mình sẽ gắn hàm trên, có bạn mình sẽ gắn hàm dưới đó. Nên là cũng không phải lấy làm gì lạ lùng lắm đâu nhá. Về lại lo lắng là sao mình lại gắn có mỗi một hàm thôi. Mình sẽ lấy sạch cái ép sinh đi này.
dưới xong thì chúng ta sẽ đi một cái dây cho bạn ấy nhá. Đây, dây này là dây 12, dây nhỏ nhất thôi. Ok, cho chị chung tại chỗ nè. Thì về nhà mình xem mấy cái video đó thì bác sĩ ở trên video đã hướng dẫn rất kỹ là dùng sắt chỉ nha như thế nào rồi đó. Thì tẹo nữa các bạn thấy Tân sẽ hướng dẫn mình mở cái kênh video đấy nhá. Tiếp theo là chị sẽ hẹn một tuần nữa để mình gắn măng nước khớp cũng như là gắn nốt mắc kèm trên, thì một tuần nữa gặp em. Có vấn đề gì thì cứ liên lạc với phòng khám hoặc gặp với bên chị nhé. Đó, sắt chỉ nha của em. Đợi một lát các bạn hãy làm hồ sơ cho mình nhé. Thì có biết dùng sắt chỉ nha chưa? Dùng rồi thì tôi sẽ xem nào. Một tuần như thế này thì nó cũng bình thường thôi. Nhiều bạn thì sau một tuần này thành nhiều vết nhiệt lắm. Của mình thì có một vết nhiệt nhỏ nhỏ thôi. Dùng sắt chỉ nha thì thấy đỡ rồi đúng không? Ăn uống thì sao? Có thấy khó khăn gì không? Có ăn được mấy cái đồ cứng nữa không? Không. Hoa quả thì phải cắt ra nhá. Thịt thì phải xé ra chứ đừng ăn miếng to nhá. Thế thôi, hôm nay thì mình sẽ gắn ben, gắn mắc cài hàm trên và đeo máng nâng khớp nhé. Đấy là những cái công việc của buổi ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu làm thôi. Thường thì sau khi mà mình gắn ben ấy thì mình phải vệ sinh bằng bàn chải kẽ nhé. Bởi vì em vệ sinh bằng bàn chải thông thường ấy thì nó sẽ không sạch được đâu. Ít nhất là mình sẽ phải dùng thêm bàn chải kẽ hoặc là chỉ tươi ra khoa. Tốt hơn nữa thì mình sẽ dùng thêm tắm nước. Cái ben này là mình sẽ phải vệ sinh kỹ hơn những cái vị trí khác, nếu không thì nó sẽ dễ viêm. Viêm thì cái lợn của mình nó sẽ khó chịu. Bây giờ mình đã gắn xong mắc cài này, gắn xong ben rồi, xong dây rồi thì chị sẽ bắt đầu đeo máng nâng khớp cho em nhé. Thì đây là máng nâng khớp tháo nắp hàm dưới, ví dụ như là những lúc mình vệ sinh răng miệng là mình phải bỏ ra để
vệ sinh răng cũng như là vệ sinh cái má này cho chị này. Còn đâu là mình sẽ đeo suốt toàn thời gian nhá. Mình sẽ đeo trong vòng khoảng từ 1 đến 2 tháng thì chị sẽ bắt đầu có thể tháo bỏ cái máy nâng cấp này cho em. Rồi. Mình nhìn gương đi, em cầm gương lên đi. Rồi, khá to này. Đó, mình sẽ đeo vào như thế này nhá. Được chưa? Đó, nhìn này. Đó, ấn nhẹ từ từ hai bên. Đấy, khít xuống là được. Ấn hai tay vào đây, thấy khít xuống là được nhá. Và mình cắn răng đi. Cắn răng. Đó, thấy chưa? Đấy thì mình sẽ đeo cái máng lưng khớp này cho chị này. Để cho cái răng của mình nó giải cắn ngược ra đã. Hiện đây bên cong. Đó, sau đây thì mình sẽ đeo thêm chun. Về nhà phải đeo chun cho chị. Cái chun này thì mình sẽ đeo 2 ngày thay một lần nhá. Về nhà mình sẽ tự đeo. Một ngày thì mình sẽ đeo đủ ít nhất là 22 tiếng cho chị. Có nghĩa là chị dành cho em 2 tiếng để ăn và vệ sinh răng miệng. Ok chưa? Rồi, đeo như thế này này. Cắn răng chị xem, cắn răng cho chị nha. Đây, mình đeo như thế này cho chị. Rồi. Đó, ok chưa? Nhìn thấy chưa? Đeo từ ra cái răng số 4 hàm trên này, thấy chưa? Răng thứ 2 bắt đầu có cái móc này nhá. Đó, đến răng đầu tiên của hàm dưới là răng số 3, có cái móc đầu tiên, ok chưa? Răng 4 hàm trên và răng 3 hàm dưới nhá. 2 ngày thay chung một lần. À, bên này cũng thế này. Đó. Ok chưa? Đó, em tự thay được, rất là dễ thôi nhá. 2 ngày thay một lần. Và cũng không cần phải thay nhiều quá. Chẳng may ví dụ như là mình ăn hoặc là mình há to quá mà nó đứt thì mình có thể thay thôi, chứ cũng không nên thay nhiều nhá. Cái này này, nhìn cho chị nhá. Hai cái ống này là hai cái vị trí mà vì là răng của em nó thiếu khoảng nên là chị chưa gắn mắc cài vào. Vì thế mà cái dây cung của mình nó đang trống như thế này. Thì chị sẽ đi một cái ống vào. Đó, thì cái ống này nó sẽ làm cho em dễ chịu hơn. Tuy nhiên là có một nhược điểm là cái ống này mình ăn uống, ví dụ như ăn đồ mà có màu như là nghệ hoặc xì dầu ấy, thì là nó sẽ bị hơi đổi màu một tí. Thì mình ví dụ mình muốn nó không đổi màu thì mình hạn chế một chút là được nhá. Mỗi lần chị thay ra thì chị sẽ thay cái ống này cho em luôn. Lịch hẹn tiếp theo của mình sẽ là 3 tuần nữa nhé.